Hãy học cách buông bỏ, sự giải thoát từ những điều không còn thuộc về mình. Cuộc sống là một hành trình với nhiều ngã rẽ, và trên mỗi chặng đường, chúng ta thường mang theo rất nhiều điều từ ký ức, cảm xúc, đến những mong muốn, kỳ vọng về tương lai. Nhưng đôi khi, những thứ mà chúng ta cứ mãi nắm giữ lại trở thành gánh nặng, ngăn cản bước tiến của chúng ta. Học cách buông bỏ không phải là một dấu hiệu của sự thất bại hay yếu đuối, mà ngược lại, đó là sự mạnh mẽ và can đảm để đối diện với thực tại, để nhìn thấy những điều thực sự quan trọng và giải thoát bản thân khỏi những ràng buộc vô nghĩa. Buông bỏ có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau: buông bỏ quá khứ, buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, buông bỏ những mối quan hệ độc hại, hay thậm chí là buông bỏ những mong muốn và kỳ vọng không thực tế. Một trong những bài học quan trọng mà cuộc sống mang lại cho chúng ta chính là khả năng buông bỏ những điều không còn phục vụ lợi ích của mình. Câu chuyện về sự buông bỏ. Một câu chuyện nổi tiếng trong văn hóa Phật giáo kể về hai nhà sư đang đi trên đường và gặp một cô gái đang khó khăn vượt qua một con sông lớn. Cô gái nhờ sự giúp đỡ, nhưng nhà sư trẻ từ chối vì luật lệ cấm họ tiếp xúc gần gũi với phụ nữ. Tuy nhiên, nhà sư lớn tuổi hơn không do dự và đã cõng cô gái qua sông. Sau khi qua sông, ông đặt cô xuống và cả hai tiếp tục hành trình. Nhà sư trẻ vẫn không ngừng nghĩ về việc này. Sau một đoạn đường dài, không chịu nổi nữa, nhà sư trẻ đã hỏi nhà sư lớn tuổi: "Tại sao thầy lại cõng cô gái đó? Chúng ta không được phép làm vậy." Nhà sư lớn tuổi nhẹ nhàng trả lời: "Ta đã đặt cô gái đó xuống từ lâu, nhưng con vẫn còn đang cõng cô ấy." Câu chuyện này minh họa rõ ràng về việc đôi khi chúng ta giữ lại những điều không cần thiết, khiến tâm trí và tinh thần bị ràng buộc. Nhà sư lớn tuổi biết cách buông bỏ ngay khi việc giúp đỡ đã kết thúc, còn nhà sư trẻ lại không thể buông bỏ suy nghĩ và băn khoăn về những quy tắc và hành động của mình. Đây chính là ví dụ về cách mà những gánh nặng tinh thần và cảm xúc có thể làm mờ đi sự rõ ràng trong suy nghĩ của chúng ta nếu chúng ta không biết cách buông bỏ. Tại sao cần phải buông bỏ? Trong cuộc sống, mỗi người đều trải qua những tổn thương, thất bại hoặc những kỳ vọng không thành hiện thực. Những điều này có thể trở thành một phần của bản ngã, khiến chúng ta cảm thấy gắn kết, nhưng đồng thời lại làm chúng ta đau khổ. Khi cố giữ lấy những điều này, chúng ta không còn chỗ cho những cơ hội mới, cho sự phát triển và trưởng thành. Một người cứ mãi giữ lấy những nỗi đau từ quá khứ sẽ không thể tận hưởng hiện tại và không thể hướng tới tương lai. Buông bỏ giúp chúng ta giải thoát khỏi những nỗi lo lắng và căng thẳng không cần thiết. Nó cho phép chúng ta bước ra khỏi những giới hạn mà chính mình đặt ra và cảm nhận sự nhẹ nhàng, thanh thản. Một khi đã học cách buông bỏ, chúng ta có thể tìm thấy sự an yên, thoải mái và hạnh phúc thực sự, không còn bị ám ảnh bởi những điều đã qua hoặc những thứ không thuộc về mình nữa. Buông bỏ không phải là thất bại, mà là giải thoát. Nhiều người nghĩ rằng việc buông bỏ một điều gì đó đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, buông bỏ thực chất là việc chấp nhận rằng không phải tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Đôi khi, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là chấp nhận thực tại và để những điều không còn phù hợp tự rời xa. Điều này không có nghĩa là từ bỏ mọi nỗ lực, mà là nhận ra rằng có những điều chúng ta không thể thay đổi và việc tiếp tục giữ chặt sẽ chỉ làm tổn thương chính mình. Một ví dụ điển hình là trong các mối quan hệ. Không phải tất cả các mối quan hệ đều tồn tại mãi mãi, và không phải ai cũng luôn ở lại trong cuộc đời của chúng ta. Có những mối quan hệ đã hết thời gian của nó, nhưng chúng ta vẫn cố bám víu, hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Tuy nhiên, khi đã không còn tình cảm, sự hiểu biết hay sự đồng điệu, việc tiếp tục duy trì chỉ làm cả hai bên thêm mệt mỏi. Học cách buông bỏ không chỉ là sự giải thoát cho bản thân, mà còn là cơ hội để người khác cũng có thể tìm thấy hạnh phúc và tự do riêng. Làm sao để học cách buông bỏ?
Buông bỏ là một quá trình không dễ dàng, nhưng nó có thể được học và thực hành. Đầu tiên, chúng ta cần nhận thức rõ ràng về những điều đang ràng buộc mình. Đôi khi, chỉ cần ngồi lại và suy ngẫm về cuộc sống hiện tại, chúng ta sẽ nhận ra những điều không còn phù hợp hay không còn mang lại giá trị. Bước tiếp theo là chấp nhận rằng không phải mọi thứ đều cần phải duy trì mãi mãi. Cuộc sống luôn thay đổi, và chúng ta cũng vậy. Quan trọng nhất, buông bỏ đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng can đảm. Can đảm để chấp nhận rằng không phải mọi thứ đều thuộc về chúng ta, và kiên nhẫn để chờ đợi sự thay đổi. Khi đã thực sự buông bỏ, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như thể vừa rũ bỏ được một gánh nặng lâu năm. Kết luận, buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là một hành động của sự trưởng thành và thông thái. Khi chúng ta biết cách buông bỏ, chúng ta không chỉ giải thoát cho bản thân khỏi những áp lực vô hình, mà còn tạo điều kiện cho những điều tốt đẹp hơn đến với cuộc sống của mình. Hãy học cách buông bỏ để tâm hồn được tự do và thanh thản.